Hello, mình xin chào tất cả các bạn ha. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàng Huỳnh Vlog 2020. Hôm nay trong video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ những nội dung trong cuốn sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới của tác giả Omen Dino ha. Thì ở trong những video lần trước mình đã chia sẻ đến bí mật trong cuộn gia thứ 3. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến cuộn gia thứ tư ha. Bí mật trong cuộn gia thứ tư này là gì thì mọi người cùng tìm hiểu ha. Ok, bí mật trong cuộn gia thứ tư mà Bathrod để lại cho Fitch, mà tác giả đã chia sẻ lại trong cuốn sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới là gì? Mình sẽ chia sẻ nội dung chi tiết trong cuộn gia thứ tư này cho mọi người ha. Ok, nội dung: tôi là một màu nhiệm lớn nhất của thiên nhiên. Kể từ buổi bình minh của nhân loại đến nay, chưa từng có một ai có trí não, con tim, đôi mắt, đôi tay, mái tóc hay là môi miệng của tôi. Không một ai đã từng đến, không một ai đang sống, không một ai có thể đến nói năng, đi đứng hay là suy nghĩ giống như tôi. Mọi người đều là anh em của tôi, nhưng tôi khác biệt với từng người một. Trong tất cả, tôi là một cái tôi độc nhất. Không một ai bắt chước được nét cọ của tôi, dấu chạm của tôi, chữ viết của tôi, sinh ra, con tôi. Và thực tế không ai có được khả năng bán hàng giống hệt như tôi. Từ nay tôi sẽ tập trung vào sự khác biệt, vì nó là vốn quý để tôi thăng tiến và đạt đến sự viên mãn tràn đầy. Tôi sẽ không cố gắng rập khuôn giống người khác nữa. Thay vào đó, tôi sẽ phô bày cái độc đáo của mình ở những nơi buôn bán. Tôi sẽ mở rộng sự hiểu biết của tôi về con người, bản thân và các hàng hóa mà tôi bán. Từ sức bán của mình, tôi sẽ phát triển bội thu. Tôi sẽ thực hành cải tiến và đánh bóng những ngôn ngữ của tôi dùng để bán hàng, vì đó là cơ sở lớn lao để những cuộc nói chuyện trở nên trau chuốt, hoàn hảo. Tôi cũng sẽ không ngừng hoàn thiện tay nghề và phong cách của mình, vì chúng là mật ngọt để hấp dẫn những người xung quanh tôi. Tôi sẽ tập trung mọi năng lượng tôi có vào những lúc bị thử thách, và hành động của tôi sẽ giúp tôi quên đi mọi việc khác. Những vấn đề của gia đình tôi bỏ lại ở nhà. Tôi sẽ không nghĩ đến gia đình khi tôi ở nơi buôn bán, vì điều này sẽ làm trái óc tôi không chuyên nhất. Và cũng vậy, những vấn đề của việc buôn bán sẽ được gạt bỏ. Ở lại nơi buôn bán, tôi sẽ không quan tâm như tôi ở nhà về những chuyện bán buôn sẽ làm bận đục tình yêu tôi dành cho gia đình mình. Không có chỗ cho gia đình tôi ở nơi buôn bán, cũng như không có chỗ cho buôn bán trong gia đình của tôi. Tôi sẽ cách ly hai việc này với nhau. Và vì thế, tôi sẽ tru toàn cả hai, tách biệt ra để cả hai cùng lớn dậy. Thì đó là nội dung, cũng là bí mật trong cuộn gia thứ tư trong cuốn sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới mà tác giả Omen Dino đã chia sẻ ha. Thì nội dung trong cái bí mật thứ tư nằm trong cuộn gia thứ tư này, tác giả nói đến vấn đề, nói đến một cái điều đặc biệt, đó là mỗi người chúng ta là một cá thể đặc biệt, là một cái thể màu nhiệm của thiên nhiên. Không ai giống chúng ta cả. Không ai giống chúng ta về ngoại hình, không ai giống chúng ta về tính cách, về cách nói năng, về cách đi đứng, về cách trò chuyện, vân vân và vân vân. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không nên rập khuôn, không nên bắt chước, không nên biến mình trở thành một cái người nào đó ha. Có hay chăng thì chúng ta sẽ thần tượng, chúng ta sẽ ngưỡng mộ, và chúng ta sẽ học hỏi những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái điều hay từ người khác để chúng ta có thể phát triển bản thân mình, giúp cho chúng ta trau dồi và rèn luyện để mà chúng ta ngày một phát triển hơn. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải trở thành một người giống y hệt một người nào đó ha. Tại vì chúng ta là một cái cá thể riêng biệt, là một cái món quà đặc biệt của tạo hóa rồi. Nên chính vì vậy mà
Chúng ta không cần phải trở thành bất cứ một ai khác, mà thay vào đó chúng ta sẽ tập trung để chúng ta trau dồi và chúng ta phát triển để mà hoàn thiện bản thân của mình tốt hơn ha. Thì đó là phần chia sẻ của tác giả, và cũng là cái góc nhìn của mình khi mà đọc về cái bí mật trong quận gia thứ tư này. Mình xin chia sẻ lại đến với mọi người ha. Rồi, video ngày hôm nay chắc có lẽ là sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày hôm sau ha. Video ngày hôm sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ về bí mật trong quận gia thứ năm ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.